Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Văn. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 68, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 310, Bạo Tẩu. Trác Đại Ca, ngươi trở về rồi sao? Lúc này Tiết Ngương Hương cực kỳ suy yếu, thậm chí trong hai con người đã là một mảnh trống rỗng, không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng mà nàng vẫn như cũ, nỗ lực nở ra một nụ cười không màn danh lợi, tựa hồ muốn làm cho tất cả mọi người yên tâm. Nhưng mà mọi người đều minh bạch, nàng không có thể tiếp tục chèo chống được bao lâu. Một trận ba động du hình phát ra, trác phàm khối tán thần thức, dò xét một phen, thân thể bỗng nhiên chấn động, hai con mắt nhịn không được co đục lại, nhất thời cắn chặt răng. Ngừng nhi tinh phách, trác phàm song quyền nắm chặt, thì thào lên tiếng, đã bao lâu sắc mặt của sở huynh thành tối sầm lại liếc kháng một cái chán nản nói ba ngày hít một hơi thật sâu trác phàm bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt cảm giác trong đôi mắt tựa hồ có một dòng nước ấm áp khó có thể ước chế đang chảy ra làm sao cũng không có ngăn được mỗi khi mà tinh phách ly thể chỉ trong vòng 12 canh giờ thả lại mới có thể cứu thôi nhưng bây giờ hơn 3 ngày lấy năng lực của hắn hiện tại cho dù có đoạt lại hết cách xoay chuyển rồi. Tựa hồ minh bạch thống khổ trong lòng của Trác Phàm, Tiết Ngân Hương lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, giống như là hoàn toàn không đem cái chết của mình coi là to tát, thản nhiên nói: "Trác đại ca, ngươi nói ngươi trong vòng 5 ngày quay lại tìm ta, ngươi không có lừa gạt ngưng nhi, ngươi thật sự đã đến rồi." Nói xong, Tiết Ngân Hương cố hết sức đem một tay nâng lên, phía trên tay của nàng lôi lên giới đang phát ra lôi quang rạng rỡ trác đại ca ước định giữa chúng ta ngươi đã giữ được nghe được thanh nằm suy yếu nhưng mà tràn đầy lo lắng trác phàm nhắm chặt hai con mắt làm sao không có thể mở ra được làm sao cũng không có mở ra được bởi vì hắn sợ vừa mở ra dòng nước lũ cuồn cuộn sẽ nhịn không được mà tuôn ra trong lòng cũng sẽ cuồn cuộn như sóng biển ngập trời nhưng rất nhanh trác phàm cưỡng chế đè nén cổ xúc động không có hiểu này xuống một lần nữa bình tĩnh trở lại đợi đến lúc hắn mở ra hai con mắt trong mắt đã không còn tia sóng chập trùng thản nhiên nói Ngưng nhi ta đến trễ ta trác đại ca người không cần phải nói không phải là đến trễ trong lòng ta hôm nay vừa hay là ngày thứ năm trác phàm còn chưa có nói xong tiếc ngưng hương dỗ dàng ngắt lời Trác đại ca, ngươi có thể cùng ta chạm chiếc nhẫn này một chút, hoàn thành ước định của chúng ta. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám kia thật sâu một lần nữa. Trác phàm chậm rãi đi về phía trước, đến bên người của nàng, duỗi ra lôi lên giới rồi gõ lên, phát ra cái hào quang ống ánh cùng âm thanh đùng đùng không dứt. Tiếc ngừng hương không có nhìn thấy được nữa, nhưng mà trong tai nghe được cực kỳ rõ ràng. Trên mặt lộ ra một nụ cười không màng danh lợi trác đại ca ta biết ngươi tự trách trong lòng nhưng mà chuyện này không có liên quan đến ngươi ta tin tưởng lần này chúng ta bị mai phục ngươi cũng là bị bọn họ tính kế cho nên ta tuyệt đối không hề trách ngươi còn về việc bọn họ nói là bởi vì ngươi mới giết ta ta còn có một chút cao hứng nữa kìa cái này chứng minh ta chiếm đóng địa vị trọng yếu trong lòng của trác đại ca cho nên bọn họ mới có thể để mắt tới một tiểu nha đầu như ta. Bất giác, siết chặt nắm đấm, trác phàm không có nói gì, nhưng mà sâu trong mắt, dĩ nhiên có lửa giận, hừng hực lao nhanh. Chỉ là điểm này không có ai có thể nhìn thấy. Thiên Dương Ca không phải là ngươi muốn gõ giới chỉ cùng với ta sao? Vậy bây giờ đứng ngay ra đó làm gì? Hiện tại thời gian của ta không nhiều, ta còn muốn một lần nữa nghe được lôi âm khi mà giới chỉ của ba người chúng ta cùng một chỗ phát ra. Lúc này Tiết Ngân Hương khẽ cười nói với Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương trong lòng bi thương quẹt nước mắt đi qua, bước nhanh tới đem giới chỉ của mình gõ lên phía trên giới chỉ của hai người kia. Chỉ một thoáng, ba cái lôi linh giới phát ra hào quang càng thêm ống ánh, từng trận bạo hưởng kêu to bên tai. Tiết Ngân Hương nghe thấy âm thanh êm tai kia an tâm nhắm mắt lại. Tiết ngân hương nhẹ nhàng buông tay rơi xuống mặt đất, triệt để không còn sinh cơ. Chỉ có vô tận vui vẻ, lại không có một chút phẫn hận cùng với vẻ thống khổ. Chuyện này đối với người bị đoạt mất tinh phách, linh hồn tán rã mà chết đi, tuyệt đối không có khả năng, bởi vì loại thống khổ khi mà linh hồn bị rút ra khiến cho khuôn mặt của người đó trước khi chết trở nên dặn dẹo. Nhưng mà Tiết Ngân Nhi lại không có, trên mặt nàng chỉ có thỏa mãn cùng yên ổn. Nhìn thấy cái này, cho dù là gia cát trường phong, lãnh vô thường, cùng với đọc cô chiến thiên, một mực, đứng trước thủy hình trấn quốc thạch nhìn lấy, cũng không khỏi khuôn mặt có một chút động. Dạng nữ tử tâm địa thuần khiết này, bọn họ thật sự cả đời chưa có thấy qua. Phải chết hoàng như thế, thật sự đáng tiếc. Gia cát trường phong, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách, ngay cả tiểu gia quả kiệt ngạo ương ngành kia cũng vì nàng mà động tâm quả thật thế gian khó có được một linh hồn tà ác muốn dựa vào một linh hồn tinh khiết tìm kiếm chút an ủi bất quá một khi mà mảnh linh hồn tinh khiết này biến mất linh hồn tà ác nhất thời không có nơi nào dựa vào tất không có bị khống chế mà bạo tẩu đến lúc đó không có người nào có thể ngăn cản lãnh vô thường sờ sờ ri mép than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Gia Cát Trường Phong liếc hắn một cái thật sâu, cười lạnh nói. Lãnh tiên sinh đem một đầu mảnh thú chọc giận, coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Thừa tướng đại nhân, yên tâm đi, đáng sợ nhất thế gian là một đầu mảnh thú tỉnh táo, còn bạo tẩu mảnh thú chỉ có cậy mạnh lại rất dễ dàng đối phó không khỏi khẽ cười một tiếng, lãnh vô thường lộ ra một nụ cười gian trá. Gia Cát Trường Phong khẽ lắc đầu, quay lại nhìn phía Trác Phàm ở bên trong trấn quốc thạch, thở dài một ngụm trọc khí. Tiểu gia quả, ngươi sẽ không có dễ dàng đi vào bẫy như thế chứ. Mà ở một phương diện khác, ông tổ cùng gia chủ nhà họ tiết, nhìn thấy cảnh ngưng nhi rời khỏi nhân gian, đã khóc không có thành tiếng, co quắp ngã xuống đất lạc dân thường dẫu dàng ở một bên chiếu cố trong lòng cũng là một trận bi thương hai người tiết cương cùng với tiết lâm càng là kêu gào đi đến bên cạnh người của ngân nhi nhìn cái bộ dáng sau cùng của mụi mụi mình khi rời đi tạ thiên dương thở hồng hộc từng ngậm từng ngậm trong mắt đỏ bừng một mảnh cầm lấy kiếm đột nhiên đứng thẳng người lên nghiến răng nghiến lợi nói trác phàm hiện tại là bọn hoàng phủ thành thiên đang ở trước thủ hình trận môn để mà chờ ngươi. Bây giờ ta cùng với ngươi đi báo thù cho Ngân Nhi. Đây là bẫy rập, nếu đi sẽ chịu chết. Hiện tại thủy hình trận môn đã ở ngay trước mắt rồi. Thông qua nó liền có thể trở lại dân Long Thành. Thắng được lần bách gia tranh minh này, cần phải mau chóng trở về mới được. Thế nhưng, Trác phàm nhìn qua thi thể của Tiết Ngân Hương lại là một mặt lạnh nhạt. Trong mắt giếng cổ không gần sống, tựa hồ tâm tình hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng gì. Bất giác, nắm chặt nắm đấm, trên trán của tạ thiên dương nổi gân xanh, hung tợn nhìn về phía trác phàm cắn răng nói, cái tên dương bác đảng nhà ngươi đang nói tiếng người sao? Ngừng nhi, thế nhưng mà bởi vì ngươi mà chết, ngươi thế mà để cho nàng lạnh nhạt như thế, ngươi là động vật máu lạnh sao? Không sai, ta thật sự là kẻ lạnh quyết, điểm này các ngươi ngay từ đầu chẳng phải đã biết sao sắc mặt vẫn như cũ, không thay đổi. Trác Phàm lạnh lùng nói, nhiệm vụ của ta chính là thắng được lần bách gia tranh minh này. Có chết thêm nhiều người nữa, cũng không có đáng kể. vốn dĩ một khi mà tiến vào thú dương sơn, liền đại biểu đem cái đầu này buộc tại lưng quần. Dù cho có chết, cũng không có thể quán trời trách đất. Đây là mỗi người tự mình lựa chọn rồi. Hỗn đảng! Thế mà hắn còn chưa có nói hết, tạ thiên dương đùng một tiếng, đánh ra một quyền đem trác phàm đánh bay ra ngoài hét lớn ta mặc kệ người đối với người khác có thái độ gì nhưng bây giờ người chết là ngưng nhi nàng bởi vì ngươi mà chết đó trác phàm rơi xuống mặt đất không nhúc nhích khóe miệng chảy xuống một tia máu đỏ tươi cũng không có để ý chỉ lạnh lùng nói vẫn là câu nói kia chỉ cần đến thú dương sơn chuyện sinh tử không có thể quán trách bất luận kẻ nào chỉ có thể nói nha đầu kia nha đầu kia không biết lượng sức, căn bản không lên đến. Thân thể nhịn không được, rung lên một cái, trong mắt của tạ thiên dương co rụt lại, sát khí toàn thân ngăn không được mà tràn ra. Sở Khuynh Thành cùng với chúng nữ cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm Trong mắt ngoại trừ không hiểu có quán hận. Chẳng lẽ nam nhân này tuyệt tình tuyệt nghĩa đến thế sao? Trong tình cảm bây giờ sao có thể nói lời tuyệt tình như thế nhưng Long Hành Dân khẽ gật đầu, cực kỳ tán đồng nói. Lời của Trác Quỳnh nói không phải là không có lý. vốn dĩ lần bách gia tranh minh này, nguy hiểm trùng điệp. Đã đến đây, dù là người nào cũng không có thể cam đoan, chính mình có thể sống sót ra ngoài. Việc cấp bách bây giờ vẫn là mau chóng rời khỏi cái chỗ này, trở lại dân Long Thành. Đúng rồi, Trác Quỳnh nghe nói ngươi đã cướp đoạt được duyên vật thần đan thứ tư. Hiện tại chắc đã tới tay rồi chứ. Đến lúc đó đừng quên phân chia cho các huynh đệ một viên đó. Trác Phàm nằm trên mặt đất, khẽ gật đầu, lạnh lùng lên tiếng. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phát ra. Tạ Thiên Dương ôm theo toàn thân sát khí, hai con mắt đỏ bừng đâm một kiếm về phía Trác Phàm nổ hóng. Tên khốn kiếp, ta biết lần này chính là kế sách Dương Đông kích tay của người, ngươi dùng chúng ta làm mồi nhử còn chính mình đi cướp đoạt vật thần đan, người đã hại chết ngưng nhi rồi. Cái gì? Đây là không linh cửu thức, dừng tay, thiên dương. Tạ Thiên Thường thấy vậy, bất giác kinh hải, vội vàng kêu lên. Hắn dạng dạng không có nghĩ đến, tạ Thiên Dương, thế mà lại sử xuất không linh cửu thức với trác phạm. Đây thật sự muốn hạ sát trác phạm. Trước kia, quan hệ giữa bọn họ thế nhưng là so với huynh đệ còn thân hơn làm sao mà lúc này lại thế nhưng không có kịp ngăn cản hắn tạ thiên dương mang theo kiếm mang đầy trời đâm tới trác phàm nhưng mà trác phàm lại một mực yên tĩnh nằm trên mặt đất giữ im lặng chờ đến khi mà kiếm quan tới gần trong mắt lóe lên ánh sáng màu vàng đột nhiên biến mất đợi đến lúc hắn xuất hiện một lần nữa đi tới sau lưng của tạ thiên dương chém một nhát vào gáy của hắn sau một tiếng gian thật lớn Tạ Thiên Dương trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, đập ra một cái lỗ lớn chừng một thước vuông, toàn thân ngất đi. Tất cả mọi người bất giác ngơ ngác trong lòng kinh dị. Tuy tất cả mọi người đều biết các phàm thực lực cường hãn, nhưng mà mỗi lần tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khiến cho bọn hắn nhịn không được kinh ngạc. Đường đường một kích toàn lực của kiếm hầu phủ nhị công tử, thế mà bị người ta dùng một chiêu đánh gãy tạ thiên thương đuổi bước đến bên cạnh ôm quyền nói trác Quỳnh, xin lỗi đệ đệ của ta quá manh động rồi không có gì đáng ngại chúng ta đi thôi không liếc nhìn hắn một cái trác phàm lạnh lùng lên tiếng trong tay lấp lóe ánh sáng liền xuất hiện hai cái viên tinh thạch phát ra ánh sáng quỳnh quang cắm vào trong rãnh trước thủy hình trận môn chỉ một thoáng một trận ba động du hình đã phát ra trước thủy hình trận môn đột nhiên phát ra một đạo quan trụ ngút trời bay thẳng cửu tiêu trác phàm chỉ chỉ nói trận môn đã mở ra chúng ta đi thôi nói xong liền mời tất cả mọi người bọn người của tạ thiên thương khẽ gật đầu thở dài một hơi tựa hồ là toàn thân buông lỏng hướng cái trận môn đi đến tạ thiên thương ôm lấy thân thể của tạ thiên dương thi thể tiết ngân hương được tiết cường ôm lấy đi vào trong cái cột sáng kia chỉ trong nháy mắt mọi người đã trở lại bên trong dân long thành nhìn qua tràng cảnh quen thuộc mọi người phun ra một ngụm trọc khí đều là một loại cảm giác giải thoát gia cát trường phong nhìn thấy hết thảy cười nhạt một tiếng lãnh tiên sinh có vẻ như đầu hung thú này cũng chưa có phát cuồng có thể rất tỉnh táo xử lý sự tình lãnh vô thường trao mài khẽ cắn môi trong mắt hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ hắn nhìn lầm sao sở khuynh thành đến trước mặt của trác phàm nhưng mà không tiến vào trận môn chỉ là mặt mày xanh lét nói trác phàm trước kia ta thật sự nhìn lầm ngươi người vô tình vô nghĩa như ngươi căn bản không có xứng đáng được bất kỳ một nữ nhân nào yêu thích trác phàm không có nói gì chỉ yên tĩnh đứng nơi đó phù quân ngươi tiếu đàn đàn đi qua trước mặt của hắn cũng là mất mát lắc đầu sau đó liền đi vào trận môn Mấy người đóng hiểu quyển liếc nhìn hắn một cái thở dài, không có nói gì nữa, đi vào trận kia trong môn. Lần này bọn họ vốn là người thắng, nhưng mà lại không có một chút cảm giác thắng lợi, trong lòng chỉ có phiền muộn không thôi. Sau cùng tất cả mọi người trở lại dân Long Thành, chỉ có sở Quynh Thành một người cuối cùng hướng trận môn đi đến. Không nhìn hắn một cái, chỉ là ngay tại cái lúc nàng tiến tới trước trận môn, khỏe mắt liếc qua, đột nhiên phát hiện dưới mặt đất có một dòng máu tươi còn mười phần tươi đẹp bất giác giật mình quay đầu nhìn qua liền thấy hai tay sau lưng của trác phàm đang nắm thật chặt móng tay đâm sâu vào trong thịt từng dòng máu đỏ đang chảy dọc xuống dưới mặt đất trác phàm thế nhưng là kim cương chi thân thế mà có thể đem chính mình bị thương thành cái dạng này lực đạo kia đã nhiều đến mức nào không khỏi giật mình sở khuynh thành quay đầu nhìn về phía trác phàm kêu lên Trác Phàm ngươi... Thế nhưng không chờ kịp nàng nói cái gì, Trác Phàm đột nhiên dùng tay đẩy một cái, đem nàng đẩy vào trong cột ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, liền đã trở lại bên trong dân Long Thành. Thế nhưng sở Quynh Thành khẩn trường, dỗ dàng đánh vào thủy hình trấn quốc thạch. Nhìn thấy cái bóng người lạnh lùng của Trác Phàm ở bên trong rống to. Trác Phàm ngươi muốn làm cái gì? Đáng tiếc đây là đơn hướng truyền tống trận nàng đã trở về không có thể quay lại tất cả mọi người không rõ ràng nhìn xem vì sao cái vị qua vũ lau kia lại thất thố như vậy thế nhưng chỉ sau một khắc mọi người dường như đều hiểu trác phàm đem hai cái chìa khóa rút ra dùng tay ném tới chân trời cột sáng kia nhất thời biến mất không có thấy nữa chậm rãi duỗi hai tay đã bị dòng máu nhuộm đầy thân thể của trác phàm rung động hai mắt dần dần quyết hồng. Trong một tiếng sấm rền nổ vang, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngân nhi! Giờ khắc này, trác phàm không có thể áp chế được lửa giận trong lòng, triệt để bạo tẩu. Chương 311 Ta muốn mạng người mãnh liệt, lôi mang quấn quanh người của hắn, giống như từng cái từng cái lôi xà, leo lên thân hắn, phủ lên người của hắn tầng lôi giáp thậm chí phía trên râu giáp kia còn có từng đạo từng đạo tử sắc lôi mang đang chạy tán loạn hai mắt của trác phàm đỏ như máu ngửa lên mặt trời gào thét gần xanh nổi lên giật giật dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toát ra tiếp đó mở rộng lô dân dực dài hơn ba thước như từng đạo lưỡi đao đã ở phía sau nương theo của tiếng sấm sét nổ tung hết thảy mọi thứ trong vòng trăm trượng xung quanh đều từng trận lôi bạo không ngừng hoành kích thành bả dụng. Xa xa nhìn lại, trác phạm tựa như là ma thần từ thờ diễn cổ hạ xuống, muốn chiếm đoạt hết thảy mọi thứ trên thế gian, nhất là gương mặt hung ác kia, cho dù có nhìn thấy thông qua trấn quốc thạch, cũng khiến cho rất nhiều người không khỏi rung động trong lòng, hai chân không tự giác mà run rẩy. Cổ lực lượng chấn nhiếp vô hình kia, cho dù là trưởng lão thiên quyền cảnh của ngự hạ thất gia, cũng không khỏi cảm thấy một trận hồi hộp sở khuynh thành đập mạnh trấn quốc thạch thất thành gọi tên trác phàm trong mắt lệ quan chớp động tim đau như đau cắt nguyên lai vừa mới các nàng đều để hiểu lầm hắn tiếc ngừng hương bỏ mình người đau đớn nhất chính là hắn bất quá hắn đã cưỡng chế trong lòng sau khi mà đem tất cả mọi người an toàn trở về mới một mình đi tìm hoàng phủ thanh thiên tính sổ lạc dân thường nhìn thấy cái bộ dáng điên cuồng của trác phàm liền che miệng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra. Lạc dân hải ở một bên, không khỏi ai tháng. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dáng trác đại ca mất khống chế như thế. Bàn thống lĩnh nhìn thấy cũng khẽ gật đầu, song quyền bất giác nắm chặt. Trong lòng của hắn, trác phàm luôn là một kẻ cơ trí, trầm ổn, núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt, cũng không có đổ sắc. Kiêu hùng, gần như Hoàng Mỹ. Thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện vị trác quản gia kiên cường như sắt thép trong lòng cũng có một mặt mềm mại hiện tại trác phàm cực kỳ bi ai gào thét khuôn mặt dữ tợn nhưng ở trong mắt người của lạc gia lại là im lặng bi thương hắn hiện tại biểu hiện phẫn hận như thế tàn bạo như thế vậy mà trong nội tâm của hắn bi thương đến cỡ nào nghĩ tới đây ánh mắt của tất cả mọi người trong lạc gia đều là chuyển hướng về phía đế dương môn giờ khắc này một thế gia vừa mới tấn thăng gia tộc nhị lưu không bao lâu lại cùng nhau hướng về phía đế dương môn đứng đầu bảy nhà cao cao tại thượng lộ ra chiến ý lạc dân hải nhìn về phía hai người môn chủ hoàng vũ thiên nguyên cùng với lãnh vô thường đế dương môn trong mắt rạng rỡ tinh quang không biết đang suy nghĩ cái gì chỉ là sâu trong đáy mắt cũng là căm giận ngút trời phản phất như muốn đem hai người kia ăn sống nuốt tươi không buồn để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của những loài bò sát nhỏ bé kia lãnh vô thường cười một tiếng nhìn về phía gia cát trường phong nói thừa tướng đại nhân như thế nào anh hùng khó qua ải mỹ nhân nghĩ không ra ngay cả một kẻ luôn luôn cẩn thận chặt chẽ như là tiểu gia quả kia thế mà cũng rơi vào cái loại bẫy này thật sự đáng tiếc bất đắc dĩ lắc đầu gia cát trường phong than nhẹ một tiếng bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả, lãnh vô thường sâu xa nói. Chính là bởi vì tiểu tử này luôn luôn cẩn thận, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, nhìn như không có nhược điểm, lại là một loại người dễ dàng, mất khống chế nhất. Phải biết, người hữu tình khi mà động tình còn có thể làm dịu, nhưng mà người vô tình một khi đã động tình, đây mới thật sự long trời lỡ đất. Một khi đã phát ra, không thể ngăn cản liếc hắn một cái thật sâu da cát trường phong khẽ vuốt chòm râu bất đắc dĩ gật gật đầu tiểu hầu tử cuối cùng cũng đấu không có lại lão hồ ly rồi hoàng phủ thanh thiên lão tử muốn mạng của ngươi đột nhiên trác phàm gầm lên một tiếng giận dữ gian giọng bên tai của tất cả mọi người tiếp theo bên trong có tiếng gọi khảng cả giọng của sở quinh thành chân đạp mạnh song thẳng tới chân trời không thấy tâm hơi trác phàm đừng đi, ngươi cũng đã biết đó là bẫy rập mà. Sở Khuynh Thành không ngừng đập mạnh vào trấn quốc thạch, khàn giọng mà hô. Nhưng đây là đơn hướng truyền tống trận, âm thanh của nàng căn bản không có thể truyền đến trong tay của Trác Phàm Bất quá, coi như nàng có ở bên người của Trác Phàm Trác Phàm đoán chừng cũng không có nghe lọt. Lúc này, Trác Phàm đã triệt để phát cuồng. Trong lòng quán hiện tại chỉ có một niềm tin. Dùng đầu của Hoàng Phủ Thanh Thiên tế ngưng nhi trên trời của linh thiên ngoài ra hết thảy không còn gì đáng kể trấn quốc thạch hai mắt của sở huynh thành chảy ra hai dòng thanh lệ cho dù bóng người của trác phàm đã biến mất vẫn không ngừng gọi tên của hắn mổ mổ bất đắc dĩ lắc đầu đem nàng nâng lên hài tử ngốc hắn là vì một nữ nhân khác mà đi liều mạng cũng không phải là vì ngươi ngươi cần gì phải mổ mổ Thế nhưng không chờ nàng nói xong, sở khuynh thành hai con mắt đẫm lệ, rưng rưng nhìn về phía nàng lẩm bẩm. Ngài không phải nói hắn là người vô tình sao? Vì sao mà hắn lại biến thành cái dạng này? Mổ mổ một trận ngữ trệ bất đắc dĩ lắc đầu. Loại sự tình này người hỏi ta, ta đi hỏi ai đấy? Ta cũng không phải là dung đũa trong bụng hắn chứ. Bất quá, nàng không có thể không thừa nhận. Cho dù là nàng đại trưởng lão ba đời của hoa vũ lâu cũng không nhìn ra sâu trong nội tâm của trác phàm có một ngọn lửa tình nóng như thế bất đắc dĩ thở dài mổ mổ lắc đầu trong lòng một trận tiếc hận thật sâu liếc nhìn nào một cái sở Quynh thành khẽ nhắm hai mắt thì thào nói ta đã liền biết lựa chọn lúc trước của ta tại hoa vũ thành là đúng không khỏi sững sờ sau khi mổ mổ liếc nhìn nào một cái cũng là bất đắc dĩ gật đầu có lẽ vậy. Người muốn cứu tiểu nhà đầu kia sao? Đột nhiên, có một đạo âm thanh già nua truyền vào trong ta của sở Quynh Thành. Sở Quynh Thành bất giác sững sờ vừa muốn đáp lời. Đạo thanh năm già nua kia một lần nữa gian lên. Không cần phải lên tiếng, nếu ngươi thật sự muốn cứu tiểu nhà đầu kia, đến rừng cây cách đây ngoài 30 dặm một lần, có lẽ có khả năng chuyển cơ, phải nhanh lên, nếu không sau một canh giờ nữa liền thật sự hết cách xoay chuyển đó thân thể bất giác rung rung sở khuynh thành nhẹ nhàng đẩy mổ mổ ra hướng về phía ngoài bay đi mổ mổ sững sờ không hiểu nhìn sang chỉ có nghe được giọng nói vội vàng của sở khuynh thành mổ mổ ta có việc gấp muốn làm một lát nữa sẽ trở về không khỏi ngơ ngẩn mổ mổ nhíu mày không có rõ ràng cho lắm qua Vũ lâu có chuyện gì mà nàng không biết sở khuynh thành đến tột cùng muốn làm cái chuyện gì đây bất quá sở khuynh thành đã không nói nàng cũng liền không hỏi nàng tin tưởng sở khuynh thành có thể tự quyết định sau một trận quyền náo trác phàm bay khỏi cái thủy hình trận môn mọi người tụ tới trước thổ hình trấn quốc thạch chỗ đó hoàng phủ thanh thiên sớm đã điểm đủ nhân mã khoan thai ngồi chờ trác phàm đến đại công tử người nói xem bẫy rạp rõ ràng như vậy tiểu tử kia có đến không? Lúc trước ta nhìn thấy quan trụ ngút trời ở phía thủy hình trận môn. Bọn họ không có cầm lấy bốn khỏa vật thần đan trở về dân Long Thành. Nhìn qua hơn 10.000 người binh mã đang mai phục khắp nơi. U Vũ Sơn bất giác thở dài nói. Nếu thật sự là như thế, chúng ta không có linh đan không nói. Mà lần bách gia tranh minh này cũng không thắng, xem như triệt để thua. Hai người còn lại nghe được cũng gật đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ liếc ba người một chút, bất giác vì cười. Tầm nhìn hạn hẹp, bốn công tử sớm đã nói rồi, mục tiêu của chúng ta lần này chỉ có trác phàm, một người thôi. Chuyện còn lại không trọng yếu. Hơn nữa lời của lãnh tiên sinh nói, tuyệt đối không sai. Coi như người khác trở về, trác phàm cũng sẽ đến. Chờ xem. Nghe được lời này, ba người bất giác liếc nhìn nhau, rồi khom người lãnh mệnh tuy là bọn họ không biết tình hình của trác phàm nhưng mà mọi người trước trấn quốc thạch lại sớm đã minh bạch trác phàm đang trên đường tìm đến chỗ của bọn họ không khỏi tất cả đều là một mặt kính nể nhìn về phía lãnh vô thường đang đứng ở phía đế dương môn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên do cái vị thần toán tử này bố cục ngay cả ba dương trác phàm luôn luôn xảo trá đều đã bị đùa nghịch xoay quanh thậm chí sống không bằng chết thật sự không hổ xưng là đế quốc trí tình. Lãnh vô thường, vô cùng hưởng thụ, ánh mắt sùng kính của mọi người, khẽ vuốt chòm râu, một mặt ngạo sắc. Dường như giờ khắc này, ánh sáng của hắn đã che lấp được gia cát trường phong đang ở bên cạnh. Bất quá gia cát trường phong cũng không thích tính toán, chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn tràn cảnh bên trong trấn quốc thạch, trong mắt lóe lên tinh hoang. Sau khoảng một ngày, khi hoàng phủ thanh thiên đang khoan thai ngồi trước thổ hình trắng quốc thạch nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên một tiếng lôi hoàng quanh mình nổ giang trên bầu trời từng bầy chim tước kinh hoàng bay tán loạn về phía công trung Gián vẻ bối rối quả thật như thiên địa sắp sụp đổ vậy hoàng phủ thanh thiên mở mắt ra nhìn về phía xa khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị rốt cuộc u vũ sơn lâm toàn phong nghiêm bán quỷ đi xuống chuẩn bị, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn bỏ chạy. Dần, ba người ôm quyền, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối của rừng rậm. Sau một khắc, một tiếng quanh minh nổ giang, một đạo lôi mang nện xuống khắp nơi, lộ ra một khuôn mặt như muốn ăn thịt người. Trong hai mắt của Trác Phạm, ngoại trừ, vẻ khát máu, không còn gì khác. Hoàng Phủ Thành Thiền thấy thế, không hề kinh sợ, còn lấy làm mừng rỡ bởi vì hắn biết kế hoạch đã thành công, bất giác cười to. Trác phàm, bốn công tử còn cho là ngươi giống ta, có tư chất dương giả, nhưng mà không nghĩ tới, ngươi lại bị cảm tình liên lụy, biến thành cái bộ dạng này, căn bản không có xứng đáng xưng dương. Hoàng phủ thành thiên, ta muốn mạng của ngươi. Khẽ cắn răng, trác phàm không có trả lời, giận dữ quát lên một tiếng, rồi đột nhiên phóng về phía hoàng phủ thành thiên quan phủ thanh thiên cười lạnh lạnh nhạt nói kẻ không có tư chất dương giả không xứng đáng cùng với bổn công tử đọ sức vừa dứt lời liền có ba tiếng hét lớn vang lên tựa như sơn hô hải khiếu vậy từ bốn phương tám hướng nhất thời xông ra gần một vạn người phản phất như muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ lại nhất là mấy trăm người đang xông lên phía trước từng kẻ đều là cường giả thiên quyền cảnh mà trong tay đều đang cầm linh binh tứ phẩm trở lên rõ ràng để đối phó với thân thể kim cương bất hoại của hắn trong mắt ngưng tụ trác phàm không sợ chút nào hét lớn lên một tiếng tiểu lâu la xéo đi cho ta nói xong một tiếng ông ba động bỗng nhiên phát ra một đạo ý niệm vô hình phát tán ra bốn phường tám hướng nhưng mà ngay tại lúc này có một đạo vô hình ba động giống như vậy truyền đến quanh một tiếng lại một tiếng nổ vang hai đạo ý niệm nhất thời đụng vào nhau, tiêu tán thành hư vô. Hoàng phủ thành thiên, hơi hơi rung rẩy thân thể, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn dạng lần không ngờ, luận về cường độ nguyên thần, hắn thế mà lại bại bởi trác phạm. Thế nhưng, vẫn như cũ, bảo trì vẻ mặt đạm nhiên, phi cười một tiếng. bổn công tử ở đây, ý niệm giết người của ngươi không có một chút tác dụng. Còn người bất giác trừng lại một cái, Trác Phàm như cũ không để ý tới, để không có thể dùng nguyên thần công kích, dậy liền một đường giết qua là được. Nghĩ như vậy, tốc độ của Trác Phàm càng nhanh, trong nháy mắt chạm trán cùng với đội quân dạng người kia. Lúc này, hơn 10 người ở chung quanh cùng nhau dùng linh binh đánh lên thân của Trác Phàm, lực đạo mạnh mẽ như vậy. Lực đạo mạnh mẽ tựa như mấy chục tòa núi nhỏ đang nện xuống. Cho dù là ba người U Vũ Sơn ở phía xa nhìn thấy âm thầm kinh hãi thế công mạnh mẽ như vậy một kích do mười mấy tên cường giả thiên quyền liên thủ liền xem như là cường giả thần chiếu dưới tình huống không có dùng nguyên thần công kích cũng sẽ trong khoảnh khắc bị nện thành thịt nát rồi trác phàm lại ngốc nghếch xong tới như thế thật là quả chết chắc trong đầu của những người đang đứng trước trấn quốc thạch cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy hiện tại bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là trấn định mảnh thú so với phát cuồng mảnh thú đáng sợ hơn nhiều lắm. Một khi mà trác phàm mất đi năng lực suy tính, coi như có lợi hơn nữa, cũng không có ngăn nổi nhiều người dây công như vậy. Bọn lạc dân thường nhìn thấy tình cảnh này vô cùng lo lắng. Thế nhưng trang cảnh xuất hiện sau đó một khắc làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả người của đế dương môn, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người lão tử không phải đã nói tiểu lâu la đều cút ngay cho ta một tiếng gầm thét bỗng nhiên gào rú mà ra trong mắt của trác phàm co rụt lại toàn thân nổi lên tử sắc lôi mang trong ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người dùng lôi dân lực xoay quanh một dòng chỉ trong nháy mắt mười mấy tên cao thủ thiên quyền nhất thời đã bị chặt đứt ngang linh binh trong tay của bọn họ thậm chí còn chưa phát ra cái tiếng kim loại giao kích đã cùng với bọn họ đứt làm hai đoạn. Trên lôi dân dực, quấn đầy tử sắc lôi mang, nhất thời đã trở thành một đại sát khí mạnh nhất nơi này. Chương 312 Ma Long Thần Quy Chấn Kinh Mọi người nhìn thấy cái tình cảnh trước mắt này đều hoàn toàn ngây người. Liền xem như lãnh vô thường, tuy trong lòng biết rõ mười mấy tên cao thủ thiên quyền có lẽ không có giết được trác phạm, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ đến dễ dàng bị phản sát như thế. Đây chính là chuyện ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh, dưới tình huống không có sử dụng thần thông ý niệm, hoàn toàn không làm được. Thế nhưng, khẽ nhíu mày tinh hoàng lóe lên trong mắt của lãnh vô thường, thi thào lên tiếng. Tiểu tử này quả nhiên còn bảo lưu đại lượng thực lực, bây giờ mới coi là hoàn toàn sử xuất ra. Tạ thiên thương nhìn thấy tràn cảnh này, trong mắt nhịn không được co rụt lại siết chặt trường kiếm trong tay, toàn thân bỗng nhiên phát lên chỉ nghĩ. Có lẽ lúc trước, hắn vẫn chỉ đem Trác Phạm coi như là đối thủ muốn kiêu chiến. Nhưng giờ khắc này, Trác Phạm dĩ nhiên là người kế tiếp phía sau Hoàng Phủ Thanh Thiên trở thành một mục tiêu lớn nhất của hắn rồi. Trác Phạm giết địch cuồng mảnh, quả thực như là một vị bạo quân đánh đầu thẳng đó. Những nơi mà hắn đi qua, hết thảy đều đã bị dậm nát tràn diện sôi trào nhiệt quyết như thế làm sao có thể không làm cho một tên võ sĩ si như hắn hưng phấn trong lòng chứ hiện tại hắn thật đúng là hối hận vì phải rồi đi trước nếu mà hắn có thể quay lại thú dương sơn nhất định phải cùng với trác phàm kề dài chiến đấu đại sát tứ phương quan phủ thanh thiên không khỏi nhíu mày ánh mắt nhìn về phía trác phàm lóe lên một tia ngân trọng thực lực của trác phàm vượt qua dự đoán của hắn kỳ trước nhất là một đôi lô dân dược kia, thế mà có thể nhẹ nhõm cắt đứt linh bình tứ phẩm trở lên, đúng là đáng sợ. Cứ như vậy, đem ra cặp lô dược này cùng thân thể kim cương bất hoại kia đều là có uy hiếp cực kỳ khủng bố đối gián Sau khi mà thấy Trác Phàm trong nháy mắt đã giết mất mười mấy tên cường giả thiên quyền, tất cả mọi người bất giác trì trệ, nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ hiếp mắt. Tiếp tục hét lớn cho bọn họ tiến lên trong lúc nhất thời mọi người không biết nên hành sự thế nào đây thế nhưng ngay khi bọn họ đang bất động trác phàm vượt lên trước hành động hắn chỉ dậm chân một cái liền xông vào trong cái đám người song quyền đều xuất hiện lâu dân dực xoay tròn bốn phía lại thêm mấy chục âm thanh trầm đục phát ra mười mấy tên cao thủ thiên quyền đã bị chặt đứt ngang nhất là hai cái nắm đấm của trác phàm cũng thẳng tắp xuyên qua ngực của tên cao thủ thiên quyền hai tay còn đang nắm chặt trái tim của đối phương tiếp lấy hắn nắm chặt lại liền đem hai trái tim còn đang phập phồng nhảy lên tất cả đều đã bị bóp thành bọt máu hai tay lắc mạnh một cái hai đại cao thủ cùng nhau tứ phần ngũ liệt thi thể rơi lả tả trên đất mà trong mắt của hắn chỉ có vô tận quyết quang cùng tàn bạo tựa hồ trong lòng ngoại trừ giết hại liền không còn gì khác những người còn lại thấy vậy trong lòng mới chấn động, hai chân nhịn không được mà phát run. Lúc này Trác Phàm đã biến thành một đầu hung thú triệt triệt để để, bạo tẩu, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bất kể là ai, cản trước mặt của hắn, đều chạy không có khỏi giận mệnh, bị xe nát. Cho dù là những kẻ đang co cản bỏ chạy, cũng bị hắn lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp, giết hầu như không còn. Bỗng nhiên, cái sự hoảng sợ trong lòng của mọi người từ từ chậm rãi quá thành dũng khí không còn muốn bỏ chạy trốn dù sao cũng chỉ là một lần chết không bằng cứ cùng hắn liều mạng kết quả là mọi người một lần nữa như thủy triều dũng mãnh lao về phía hắn ánh mắt nhìn trác phàm đã bớt đi vẻ khiếp đảm nhiều thêm vài phần sát ý nồng đậm thấy tình cảnh này quan phủ thanh thiên bất giác lộ ra cái vẻ hài lòng cười nhạo Hiện tại, bốn công tử rốt cuộc đã minh bạch ý tứ trong lời nói của lãnh tiên sinh. Nếu trác phàm của lúc trước, nhất định không sẽ giết hại, kéo cừu hận như thế, mà sẽ là chấn nhiếp làm chủ. Nếu như vậy, chúng ta nơi này, mặc dù có trọn vẹn gần một dạng người, nhưng mà số người chính thức dám lên phía trước, cùng hắn liều mạng, lại không có mấy. Thế nhưng hiện tại, hắn đã giết đến đỏ cả mắt. Tất cả mọi người đều biết, nếu hắn không chết, chính mình sẽ chết. Ngược lại, kích thích bản năng cầu sinh của bọn họ, Trác Phàm thật sự đã bị cừu hận choáng dáng đầu óc, không có còn đáng sợ. Đại công tử nói cực phải, xem ra không có tới phiên chúng ta xuất thủ. Sớm muộn tiểu tử kia sẽ bị gần dạng cao thủ nện cho thành thịt dụng rồi. U Vũ Sơn cười tà một tiếng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng chậm rãi khoát khoát tay quan phủ thanh thiên từ chối cho ý kiến lắc đầu lời ấy sai rồi lâu la cũng chỉ là lâu la còn chưa có xứng đáng để lấy mạng của trác vàng chuyện bọn họ phải làm chẳng qua chỉ là tiêu hao thể lực của tiểu tử này thăm dò hắn còn có bản lĩnh gì mà thôi nếu muốn bắt lấy hắn thì bổn công tử phải tự thân xuất mã mới được người khác bao gồm cả ba người các ngươi cũng giống vậy căn bản không xứng lời vừa nói ra ba người bất giác trì trệ nhìn nhau một chút tuy trong lòng có một chút tức giận nhưng mà lại không phản bác quay lại nhìn về phía nhóm người đang biêu riếu khắp nơi bên kia chỉ trong nháy mắt trác phàm đã đoạt đi tính mạng của mấy trăm cao thủ không khỏi lo sợ trong lòng âm thầm gật đầu đại công tử nói có lý quái vật này coi như hiện tại đã phát cuồng rồi tuyệt đối không phải là dạng tồn tại bọn họ có thể đối phó được được rồi, gia tăng cho bọn hắn thêm một chút khó khăn đi, khởi động đại trận 36 người. Mắt lạnh nhìn hết thảy, trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên chớp động ánh sáng thầm thúy, sâu kính lên tiếng. Hơi gật đầu, nghiêm bán quỷ, phất phất tay về phía sau trong rừng rậm. Nhóm người sớm đẩn giấu trong đó để bổ trận nhất thời lĩnh mệnh. Ẩn quyết trong tay biến đổi, ông lên một tiếng bên trong chiến trường, đột nhiên lóe lên một dần hào quang ống ánh. Trác Phàm đang rống giận phóng về phía trước, trong mắt một mảnh đỏ bừng, lại đột nhiên dừng lại quỳ rạp xuống đất, trong lúc nhất thời không có thể động đậy. Cúi đầu xem xét, lại thấy dưới chân của hắn chớp động lên quỷ dị ngân quang, là một cái trận thức bẫy rập sau băng trận. Trác Phàm minh bạch, cái này mặc dù chỉ là một trận thức cấp 1, nhưng lại làm cho người bị rơi vào trong trận nhất thời cảm thấy như có một tòa núi lớn đang đè ép lên thân thể, toàn thân bị trọng áp đè xuống, không thể mãi mãi động đậy. Tuy hắn có thể dùng nguyên lực xông phá trận thức cấp 1 này, nhưng chỉ trong một hơi thở, hắn đã rơi vào trong dòng dây trùng trùng điệp điệp, lại nhất thời khó có thể làm được, mà trong những cao thủ thiên quyền cầm linh binh trong tay, nhìn đã chuẩn bị cơ hội này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống đánh về phía hắn thậm chí có hơn 10 cao thủ, linh binh trong tay không phải là đâm vào hắn mà đâm vào lô dân dực trên thân quán. Cứ như vậy, một khi mà lô dân dực bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể là dê con để mà đợi làm thịt, bị loạn lưỡi đào chém giết. Đầu của trùng thiên ma long là của ta. Một vị cao thủ thiên quyền nhìn thấy cơ hội lập đại công gần trong gan tất, không khỏi hưng phấn, hét to lên một tiếng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, có một tiếng mắng chửi liền đột nhiên truyền ra. Tiểu tử, con mẹ ngươi chứ có tham công, theo an bài lúc trước mà làm đi, ngươi phụ trách giam cầm lô dược kia. Nếu để xảy ra sai lầm, đại công tử đem ngươi cả nhà tru sát cũng không chừng. Không khỏi rùng mình, người kia mới vội vã gật đầu, ánh mắt rời khỏi đầu của Trác Phàm một lần nữa nhìn về phía đôi cánh kia. Thấy tình cảnh này, những người đứng trước trấn quốc thạch, bất giác kinh hãi nhất là Đám Lạc dân thường nhìn Trác Phàm ở bên trong trên mặt tràn đầy lo lắng. Một khi mà Trác Phàm bị cố định trên mặt đất, không thể động, biển người ngập trời kia đánh tới, lúc đó hắn gần như sẽ chết chắc. Hoàng phủ thiên Nguyên nhìn thấy hết thảy, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Lãnh tiên sinh, lần này tiểu tử kia coi như không chết cũng phải lột một tầng da rồi. Ai biết được tóm lại sau cùng có thể bắt lấy hắn hay không vẫn là phải dựa vào đại công tử mới được lãnh vô thường lắc đầu từ chối chỗ ý kiến cười nói sắc mặt bất giác nặng nề hoàng phủ thiên nguyên thầm hừ trong lòng một cái cuối cùng phải đem công lao này cho tiểu tử kia rồi mấy chục kiện linh binh tứ phẩm trở lên như là sao băng ao ao nện xuống đỉnh đầu của trác phàm lần này cho dù trác phàm cũng sẽ trong vòng vài phút bị nện thành cặn bã Thế nhưng trong mắt của Trác Phàm vẫn chỉ vô tận sát ý, căn bản không có buồn để ý đến tiếng cười của những tên nhảy nhép trên đỉnh đầu của mình. Khi mà những linh binh kia sắp đánh tới người của hắn, tất cả mọi người lộ ra một nụ cười cuồng hỉ khi sắp thành công. Trong mắt của Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, trong mắt phải dần sáng màu vàng, lóe lên liền đã biến mất. Không minh thần đồng, đệ nhất trọng thay hình đổ dị. Chỉ một thoáng, linh binh trong ta có mười mấy tên cao thủ thiên quyền đột nhiên đã biến mất không thấy đâu đợi đến khi mà chúng một lần nữa xuất hiện đã rơi xuống rừng rậm cách chỗ bọn họ ngoài ngàn thước mọi người bất giác kinh hãi mắt thấy cái nhóm người của mình lập tức liền tới gần cái tên quái vật này thế nhưng linh binh dùng để mà đối phó với quái vật này lại đều biến mất thế thì còn đánh thế nào được đấy không là đi chịu chết sao bất quá còn may quái vật này đang bị sao băng trận quái vật này đang bị sao băng trận giam cầm bọn họ vẫn còn thời gian để mà đào tẩu thế nhưng không còn đợi bọn hắn lộ ra vẻ mặt buông lỏng hai mắt của trác phàm bỗng nhiên trừng lên một cái toàn thân cao thấp phóng ra tử sắc lôi mang chỉ một thoáng trong tiếng nổ ầm ầm chẳng những sao băng trận trên mặt đất kia đã bị quanh thành hư vô cho dù là các cường giả thiên quyền sắp đi tới bên cạnh hắn, cũng trong chớp mắt đã bị quanh giết thành bụi phấn. Trác Phàm chậm rãi đứng lên, không có nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía đám người trước mặt, sát ý càng sâu, tiếp lấy liền không có nói hai lời, tiếp tục giọt tới trước. Bất quá lần này, tử mang quấn quanh thân của hắn giống như một cái dòng bảo hộ, hơn ba thước xung quanh người của hắn đều là tử lôi cuồn cuộn, mọi người chưa kịp tới gần thân thể của hắn liền đã bị lôi xà tàn phá thành bụi phấn cho dù những cái trận thức được che giấu vừa mới phát động liền đụng phải tử mang cuồng bạo này tất cả đều phanh phanh quá thành mãnh dụng căn bản không có nổi một chút tác dụng mà trác phàm cứ như vậy một mực giọt tới trước nơi đi qua hắn căn bản không cần phải động thủ liền đem tất cả mọi người quanh thành hư vô thầy ngàn khắp đồng ngắn ngủi trong vòng có một phút vậy mà không ngờ hơn một ngàn cao thủ bị quanh giết đến ngay cả thi thể cũng không còn mọi người đều hoảng sợ dỗ dã lui lại không có dám tiến về phía trước dù chỉ một bước cho dù đã bị trác phàm truy sát cũng chỉ có thể tận lực thoát đi không dám phản kháng dù sao lúc trước dùng chiến thuật biển người bọn họ còn có lực đánh một trận nhưng hiện tại mọi người chưa có kịp tới gần người của hắn liền đã bị tử lôi trong nháy mắt đánh chết. căn bản không có bất cứ tác dụng gì, thế mà còn bị đánh như thế nào? Dũng khí trong lòng của mọi người đều dùng khi mà đối đầu với những đối thủ có thể chiến thắng, nhưng mà đối với loại đối thủ căn bản không có cách nào chiến thắng như Trác Phạm. Trong lòng của mọi người chỉ có khiếp đảm, làm gì mà còn dũng khí? Bỗng nhiên trên khắp chiến trường chỉ thấy Trác Phạm mạnh mẽ đánh tới đem tất cả mọi người giết đến người ngã ngựa đổ, căn bản không gặp phải bất kỳ sự phản can nào. Nghiêm bán quỷ, nhìn hết thảy, trên đầu mồ hôi lạnh đã chảy rồng rồng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Một khi mà trác phàm khoát những cái tử lôi lên người, lại đáng sợ như vậy chứ. So với xương độc quán, còn khủng bố hơn, quả thật không ai có thể ngăn cản. Nhìn tình cảnh lúc này nào có vẻ gì giống như một dạng người bọn họ đang mai phục dây quét trác phạm, căn bản chính là hổ vào bầy dê mặc cho hắn xâm lược. U Vũ Sơn cũng khẩn trương, trong lòng lo sợ, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên nói, Đại Công Tử không ngờ trùng thiên ma long lại biến thái như thế. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, hơn một dạng cao thủ bên của chúng ta có liều sạch cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, trận này còn có cao tầng các nhà dân Long Thành đang nhìn vào. Nếu chúng ta dùng nhiều người như vậy lại trăm phương nghìn kế, bố hạ bẫy rập nhưng mà vẫn không đối phó được một người, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thiên vũ. Bổn công tử tự biết, không cần đến người phải nhắc nhở ta. Thế mà còn không có đợi hắn nói tiếp, Hoàng Phủ Thanh Thiên hư lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, không ngờ bổn công tử lại phải đích thân xuất thủ nhanh như vậy. <laughs> Thật sự là một đám phế vật vô dụng. Chương 313 Sông Long Quý Chiến Trước thổ hình trấn quốc thạch, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn cái hình ảnh bên trong đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Trác Phàm lấy lực lượng của một người, độc kháng cao thủ trăm nhà. Thế mà vẫn như cũ, tựa như một diễn cổ ma thần mà nghiền ép đối thủ thực lực quá sức khủng bố, cho dù là trưởng lão của các thế gia cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng. Nhất là Long Cửu của Tiềm Long Cát, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, đại sát khí mà Trác Phàm sử dụng không phải cái gì khác mà chính là tử lôi trong tử lôi kim nhãn hắn lấy làm tự hào nhất. Thế nhưng nếu so sánh với nhau, tử lôi của Trác Phàm còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Có thể nói, tử lôi lượng quanh người thiên hạ vô địch, đối phương căn bản không có dám đến gần thân thể của hắn một bước, trừ phi kẻ đó không còn muốn sống nữa. Khí thế sát phạt tàn nhẫn, anh hùng khí khái như vậy, không khỏi làm cho tất cả mọi người ở đây sinh lòng hướng tới. Đặc biệt một số người si mê võ đạo, ví dụ như tạ thiên thương, sớm đã nhịn không được rồi, toàn thân hưng phấn, trở nên run rẩy. Một đạo lưu quan xẹt qua, sở khuynh thành lại trở về, nhưng mà trên mặt mang thêm một tia đau thương, Mổ mổ nhìn thấy dộ dàng đến bên người của nàng hỏi Khuynh Thành đã phát sinh ra cái chuyện gì sao? Không có gì. Chậm rãi lắc đầu sở Khuynh Thành không trả lời. Chỉ thản nhiên nói Hắn thế nào? Mổ mổ biết người nàng hỏi là ai bất giác than nhẹ một tiếng chuyển hướng nhìn qua phía thủ hình trấn quốc thạch lẩm bẩm nói Người xem đi. Khẽ nhíu mày sở Khuynh Thành dội dàng nhìn qua liền nhìn thấy Trác Phàm đang gào thét tả sung hữu đột một đấu với một dạng chúng khuôn mặt dữ tợn những nơi đi qua đều là một mảnh chân cục tài đức tiếng kêu rền đào đớn không ngừng vang lên bên tai hai con mắt đỏ thẫm phản phất muốn đem tất cả mọi thứ trước mắt toàn bộ đều tiêu diệt mới nhìn qua căn bản chính là sát thần giáng thế tàn sát sinh linh không khỏi đau xót trong lòng sở khuynh thành nhịn không được che miệng sợ cái tiếng nghẹn ngào của mình sẽ phát ra nhưng mà lệ quang trong mắt sớm đã phun trào. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc này Trác phàm đang điên cuồng trong vô tận bi ai. Mau, nhìn đi, Hoàng Phủ Thanh Thiên muốn xuất thủ rồi. Đột nhiên, không biết người nào hô lên một câu, mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong. liền thấy một nam tử quy phong lẫm lẫm mang theo khí thế mạnh liệt đang phóng về phía sát thần Trác phàm. Người này không phải là chấn thiên đế Dương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên, đứng đầu lục long thì là ai trong lúc nhất thời tất cả những người mà đang đứng quan sát đều trở nên hưng phấn lần này xem như lần chính thức đối chiến giữa hai người mạnh nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi của thiên vũ ai mới là người thắng lợi sau cùng giành được danh xưng để nhất gia tộc trong lần bách gia tranh minh này liền phải nhìn xem thắng bại trong cái trận sông long quyết chiến này tuy ẩn theo quy tắc mà nói gia tộc nào quay về dân long thành trước sẽ giành thắng lợi nhưng mà tất cả mọi người đều minh bạch bao gồm cả những gia tộc đã trở về kia cũng hết sức rõ ràng bọn họ chẳng qua là trốn về mà thôi cũng không phải là người thắng lợi thật sự danh vị đệ nhất của gia tộc thiên vũ cuối cùng sẽ từ trong sông long này sinh ra ừng ực một tiếng cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt tất cả mọi người khẩn trương nhìn hết thảy tạ thiên thương siết chặt kiếm trong tay tinh quang trong mắt rạng rỡ kích động tột đỉnh hai người này đều là mục tiêu hắn muốn siêu diệt nhưng mà ai mới là cường giả tối cao trong thế hệ trẻ mới là điều hắn quan tâm nhất bởi vì cái chuyện này sẽ quyết định mục tiêu cuối cùng của hắn là ai tại một phương diện khác trác phàm đang giết đến hứng khởi không còn phân rõ được đông tây nam bắc đột nhiên nghe một tiếng hét lớn từ phía sau thân thể bất giác rung rung, quay người nhìn lại thì thấy hoàng phủ thanh thiên đang phóng đến trong mắt co rụt lại gầm thét một tiếng hoàng phủ thanh thiên nạp mạng đi vừa dứt lời trác phàm không có buồn để ý những tiểu lâu la kia quay người phóng về phía hoàng phủ thanh thiên tử mang quanh thân bỗng nhiên co rụt lại sau đó tụ tập lại trong một quyền hoàng phủ thanh thiên gầm lên giận dữ phóng về phía này kim quang toàn thân đã đại phóng chính đầu kim long đã dần quanh thân đánh ra một quyền quang cực bá thể quyết đùng một tiếng cuối cùng thân ảnh của hai người cũng gia vào nhau quyền đầu của cả hai mạnh mẽ đánh tới đô phương chỉ thoáng qua kim quang phun trào thần long sôi trào tử lôi bạo hưởng thiên địa sụp đổ nắm đấm của trác phàm cùng với hoàng phủ thanh thiên gia vào nhau nhất thời rơi vào thế giằng co chỉ là quy áp khủng bố tại đó ẩn ẩn phóng qua lại giữa sông quyền làm một trận đấu sức Hoàng phủ thanh thiên cùng với rác phàm đều hung tận nhìn chằm chằm đối phương không ai nhường ai một bước sau cùng liền nghe một tiếng ầm giang bạo hưởng hai người cùng nhau bị quy áp mãnh liệt này chấn lui về phía sau mỗi người lui lại liên tiếp năm bước dừng lại được thân hình mà cổ quy áp kinh khủng kia đột nhiên bạo phát quét ngang hết thảy mọi thứ xung quanh. Tử lôi cuồng bạo, kim quang dân trào, tàn phá bốn phía. Nhất thời đem hơn hai ngàn người có mặt ở đây, tứ phần ngũ liệt, chết không toàn thay. Bất giác, hít sâu một hơi, mọi người quảng hốt trong lòng, dỗ dàng lui về phía sau. Bọn họ làm sao mà ngờ được, giao chiến giữa hai người này chỉ là dư âm. Cũng đủ để cho bọn họ, thậm chí cả cao thủ thiên quyền, chỉ trong phút chốc, chết ngay tại chỗ rồi. Lúc này mọi người mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là trên lệch thực lực. Đồng dạng là cao thủ thiên quyền, thế nhưng xem ra, lực lượng một cái ngón út của hai người này cũng đủ để nghiền chết bọn họ. Giữa thiên địa, tại sao có thể có quái vật như vậy xuất hiện cơ chứ? Thật là quá biến thái. Nhất là nhóm người trong lục long nhất phượng nhìn thấy cảnh này trong lòng rung động càng sâu. Bọn họ nổi danh cùng với hai người Hoàng Phủ Thanh Thiên và Trác Phàm mặc dù biết trên là thực lực giữa mình cùng với hai người này rất lớn nhưng mà cũng không ngờ lớn đến mức này giờ khắc này bọn họ có một chút cảm giác cho dù là bọn họ đột phá tu vi thần chiếu cảnh cũng tuyệt không có thể kéo gần trên lệch cùng với hai người này căn bản không xứng nổi danh cùng với bọn hắn tạ thiên thương cắn răng nắm chặt hai tay nhưng mà rồi lại vô lực buông lỏng ra thở dài thầm hận nói hai cái tên quái vật này đến tột cùng làm như thế nào mới có thể siêu diệt được. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời một tên võ sĩ si như hắn nổi lên cổ quán giận tiêu cực như vậy. Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng với Trác Phàm toàn lực chiến một trận, thật sự làm cho hắn cảm thấy một cổ cảm giác bất lực thật sâu. Không phần cao thấp, ngang sức ngang tài. Ngay tại cái thời khắc tất cả mọi người sợ hãi, thán phục trước thực lực siêu tuyệt của hai người, chỉ có Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch, trong mắt hơi hiếp, thì thào lên tiếng. Thế nhưng, khi mà hắn nhìn về phía Trác Phàm sâu trong mắt, chỗ đã có một tia kinh dị thoáng hiện lên biến mất. Lúc trước, Hoàng đế có ý để cho Trác Phàm đến ràng buộc Hoàng Phủ Thanh Thiên là do hắn đề lên, hắn cũng tận lực cáo tri cái chỗ đáng sợ của Hoàng Phủ Thanh Thiên cho Trác Phàm để hắn có chuẩn bị, tuyệt không có thể lấy cứng chọi cứng nên lá mặt lá trái mới tốt. Nhưng mà dù vậy, hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này của Trác Phàm cực kỳ hung hiểm. Nhưng mà hắn dạng dạng, không nghĩ đến, chỉ bất quá 5 năm ngắn ngủi, thực lực của tiểu tử này tương xứng với một tên quái vật Hoàng Phủ Thanh Thiên này. Thậm chí có thể nói, so với Hoàng Phủ Thanh Thiên đến, Trác Phàm mới thật sự là quái vật trong quái vật. Phải hiểu, 5 năm trước, Trác Phàm mới có thể miễn cưỡng đánh bại đệ đệ của Hoàng Phủ Thanh Thiên, Hoàng Phủ Thanh Dân. Thực lực trên lệch cùng với Hoàng Phủ Thanh Thiên vô cùng lớn, tựa như một trời một vực, không tính theo lẽ thường. Nhưng mà bây giờ đã ngang hàng rồi. Hơn nữa, Hoàng Phủ Thanh Thiên trước mắt đã có tu vi thiên quyền đỉnh phong. Các Phàm chỉ là đoán cốt cảnh đỉnh phong, trên lệch tròn cấp một. Như thế xem ra, cho dù thực lực của hai người bây giờ là tương đương, nhưng mà tiềm lực của Trác Phàm lớn hơn rất nhiều so với tên quái vật Hoàng Phủ Thanh Thiên kia. Thành tựu của hắn ngày sau càng khó có thể đánh giá. Có thể nói nếu cho Trác Phàm thêm 5 năm thời gian, không, thậm chí chỉ cần 3 năm, hắn hoàn toàn có khả năng vượt qua Hoàng Phủ Thanh Thiên 10 con phố. Tiềm lực đáng sợ như thế, cho dù là Phương Thu Bạch cũng không có nhịn được, tán thưởng liên tục. Khó trách lúc trước tên tiểu tử này tiếp nhận nhiệm vụ sản khoái như vậy, xem ra thật sự có lòng tin tất thắng. Kể từ đó, chắc hẳn chỉ cần lần này hắn có thể còn sống trở về. Ngày sau nhất định là một đại bá chủ của thiên vũ, đến lúc đó cho dù là đế dương môn có ngàn năm nội tình, đoán chừng cũng phải lo lắng không yên rồi. Phương Thu Bạch lắc đầu cười khẽ, một mặt tán thưởng. Thế nhưng, đồng dạng minh bạch điểm này còn có lãnh vô thường cùng với Hoàng Phủ Thiên Nguyên Trong lòng bọn họ Cấp số nguy hiểm của Trác Phạm Bất giác tăng lên mấy bậc Trở thành một nhân vật vô cùng nguy hiểm Vô luận thế nào Đều là phải diệt trừ Hiện tại tiểu tử này có thể phiên gian đảo hải Quấy cho bảy nhà Không có được một ngày an bình Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành Đoán chừng xem như bảy nhà Có ngàn năm nội tình Cũng không có làm gì được hắn Bên trong chiến trường sau khi mà Hoàng phủ Thanh Thiên ổn định thân hình, một lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn tự hồ hoàn toàn không có thể tin được đây là sự thật. Trong những người mà đồng lứa trong thiên hạ, lại có nhiều người cùng hắn đánh một trận cao thấp sao? Dũng dĩ, hắn cảm thấy Trác Phàm nguy hiểm, chỉ vì cái người này thủ đoạn quỷ dị, âm hiểm xảo trá thôi, nhưng mà hiện tại, sau khi mà hai người toàn lực giao thủ, lại bất phần cao thấp. Chuyện này khiến cho hắn vô luận như thế nào, không có thể tiếp nhận. Đường đường là một đại công tử của đế dương môn, cả một đời vô địch, lại tại cái thời khắc này gặp phải địch nhân trời sinh, trở thành khắc tinh có thể kéo hắn ra khỏi dương dị. Điều này khiến trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một cổ cảm giác bị uy hiếp nồng đậm. Đây là loại cảm giác cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm nhận qua. Vừa nghĩ đến đây, sát ý trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên càng sâu, rống to lên một tiếng. Trác Phạm, hôm nay ngươi phải chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên nạp mạng đi. Trác Phạm cũng đồng dạng rống to lên một tiếng. Lồi mang toàn thân đã nổ tung, phóng về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên cắn ra một cái, cũng phóng đến. Những tiếng rầm rầm vang lên. Trong chốc lát, thiên lôi dẫn ra địa quả, hai đạo cao thủ luyện thể đánh sáp lá cà một chỗ mỗi quyền mỗi cước đều đủ để khai sơn phá thạch long trời lỡ đất cuồn cuộn dư âm không ngừng khuếch tán ra chung quanh chấn động khiến cho những đám người của các gia tộc phụ thuộc kêu rên không ngừng xung quanh là một mảnh gào khóc thảm thiết ta nói này hai vị các ngươi muốn đánh thì cứ việc đánh đừng có tổn thương tới người vô tội chứ hai người các ngươi thân thể cường tráng ăn bao nhiêu quyền vào người đều không có việc gì. Thế nhưng chúng ta thân thể đơn bạc, ngay cả dư âm giao chiến của các người đều chịu không được rồi. Các người tốt xấu cũng nên thông cảm cho chúng ta một chút, đến nơi khác đánh nhau có được không vậy? Thế nhưng hai người kia giết đến đỏ con mắt, trác phàm vì báo thù, hoàng phủ thành thiên vì địa vị của bản thân. Đâu còn quản nhiều việc vậy chứ? Một quyền một cước đều là sát chiêu theo nam đánh tới bắc theo đông đánh tới tây trong nháy mắt đánh qua 200 chiêu thế nhưng không có ai có thể làm bị thương người kia một phần chỉ đáng thương những người vô tội trong các gia tộc phụ thuộc vốn là mai phục trác phàm bây giờ bị dư âm khi giao chiến của hai người quấy rối số lượng thương vong nhất thời liền thẳng lái đến hơn 5.000 người thật sự là muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc ba người u vũ sơn nuốt một ngụm nước bọt trên đầu đã ứa ra mồ hôi lạnh liếc nhìn nhau trao đổi tin tức nếu không chúng ta đến địa phương khác tránh một chút đi ý nghĩ này nếu để cho người khác biết được á nhất định sẽ mở rộng tầm mắt bà mẹ ngươi các ngươi chính là lục long nhất phượng sợ bị giao chiến của hai người này tác động đến muốn tránh ra ngoài vậy còn để cho chúng ta ở đây chờ chết sao thật sự quá khi dễ người rồi bất quá cái này cũng có thể thấy được giao chiến của hai người hung tàn đến cỡ nào. Ngay cái lục long nhất phượng như bọn người của U Vũ Sơn cũng cảm thấy là thiết thiết thực thực bị uy hiếp. Thế nhưng không có đợi bọn hắn làm ra hành động hai người kia vốn một mực không phân cao thấp. Đến bây giờ thế cân bằng rốt cuộc bắt đầu lay động. Long trảo phát ra kim quang của Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên chợp tới vị trí hiểm yếu trên thân của Trác phàm quy áp hung mạnh sắc bén, làm cho Trác Phàm không khỏi khí tức trì trệ, dỗ vàng ngửa người khẽ đảo tránh đi. Thế nhưng đúng lúc này, quan Phủ Thanh Thiên nhếch miệng cười tà một tiếng. Móng vuốt đang giọt tới trước, đột nhiên đổi hướng đánh thẳng xuống dưới. Nhất thời một cổ quy áp thiên địa hạ xuống, thẳng làm cho Trác Phàm trong nháy mắt, bị áp xuống mặt đất sâu hơn một mét. Thân thể rút cuộc, không có thể gượng dậy được nữa. Thì chết đi, chết đi khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị quan phủ thanh thiên lộ vẻ hưng phấn long trảo đánh thẳng vào cổ họng của trác phàm cửu long kim cương thân long quy trảo các bạn vừa nghe xong tập 68 ma hoàng trọng sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt